Xin chào cả nhà thân yêu. Phía sau lưng em thì một căn biệt thự to bề thế và hoành tráng nằm trên một khuôn viên đất rất là đẹp, phải nói là vị trí vàng mà mức giá lại chỉ có hơn 10 tỷ, quá là rẻ luôn. Và gia chủ cũng đang cần tiền bán nhanh nên là mình sẽ có được một mức giá cực kỳ thương thảo cho căn nhà này. Trước khi mình vào bên trong căn nhà để thám khá chi tiết của căn nhà đẹp này thì mình hãy cùng em Huyền mình dạo quanh khu vực xung quanh nhà mình. Mình thì nằm trong một khu biệt thự đẳng cấp 5 sao, đó có tên gọi là Westland, ngay tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và phường này chính là phường Thái Hòa. Phường Thới Hòa, sorry mọi người. Phía bên đây của em này, toàn bộ trong đây là những căn biệt thự lên tới hàng ngàn, hàng trăm căn biệt thự đẹp và bề thế hoành tráng, giống như là mình đang ở một cái khu phố nước ngoài nha. Con đường rộng này được xây dựng theo một lối thiết kế gần giống như là những thiết kế của bên nước ngoài, với phong cách là mái Thái này. Hàng trăm căn và những căn nào cũng được xây dựng theo một lối thiết kế vô cùng đẹp và bắt mắt. Khu vực mình sinh sống xung quanh là có cả cái khu công viên này. Mình chỉ cần di chuyển ra khu vực phía bên ngoài là một khu đằng tay em Huyền này cũng là một khu công viên nhé. Và cái chiều ngược lại của mình đây cũng là công viên. Khu biệt thự này sẽ được xây dựng và bao phủ xung quanh đó là cây xanh, tạo nên một không khí thông thoáng cho cái khu vực mà mình sinh sống. Đây là cái công viên để lấy sinh khí cho toàn bộ những cư dân sinh sống trong khu biệt thự đẳng cấp Westland này. Và từ nhà mình có thể di chuyển ra được những khu vực xung quanh, bán kính tiện ích xung quanh thì mình có khu trạm y tế và khu chợ, trường, đầy đủ hết các tiện ích cho gia đình mình rồi. Khu vực trên Bình Dương, thị xã Bến Cát thì cũng đang có quyết định là phê duyệt lên thành phố, thị xã Bến Cát lên thành phố. Nên là cái khu vực của mình sẽ có được nâng tầm cũng như là cải cách rất là nhiều. Phía bên đây của em cũng là một cái view công viên. Đằng xa xa đó theo hướng tay em chỉ tới cũng là những căn biệt thự vô cùng bề thế và hoành tráng. Một sự đẳng cấp xa hoa tuyệt vời khi cho gia chủ hoặc là những cái khách hàng mà khi mình đến sinh sống trong khu vực này. Vâng, dạo quanh một vòng với em cho khu vực phía bên trên, mình đã xem khu vực phía dưới này rồi. Bây giờ thì sẽ di chuyển nhìn một vòng xung quanh ở đây, rồi mình tiếp tục di chuyển vào trong nhà để mình khám phá chi tiết của căn nhà này. Một bề ngang lên tới 20m, chiều dài lên tới 28m và có hai mặt tiền. Mặt tiền chính là khu vực bên công viên và mặt tiền phụ phía sau, tạo nên một không khí đối lưu cho toàn bộ căn biệt thự. Phía bên ngoài thì mình cũng có vỉa hè, đây thì khoảng lên tới 1,5m. Có những cái chậu này mình thêm chậu trồng cây, trồng hoa này. Những bức tường được xây dựng cao bao quanh toàn bộ căn biệt thự lên tới 3m và có hệ thống an ninh camera đầy đủ cho căn biệt thự. Bức tường thì mình sẽ được sơn phun cát này, được xây dựng rất là chắc chắn. Và những cái đây là mình cũng được ốp bằng đá hết nha, những đường song sắt bảo vệ phía mặt bên ngoài. Và căn nhà mình có hướng chính là hướng Tây, cánh cổng để di chuyển vào bên trong. Khu phía bên ngoài đó là sân bên ngoài và khu tiểu. Một sự hoành tráng và bề thế xây dựng với một lối thiết kế vô cùng chắc chắn. Mình cũng chỉ cần nhìn thấy là những cái hệ cột và những cái điểm nhấn trang trí phía trước mặt tiền của căn nhà là có thể cảm nhận được sự tâm huyết cũng như là yêu thích của căn nhà này, của gia chủ dành rất là nhiều tình cảm. Nhưng do vấn đề về tài chính nên không thể nào giữ lại được căn biệt thự này, giảm giá sâu luôn, 20 tỷ chỉ còn có 14 tỷ. Không gian phía bên ngoài cũng có một khu này mình sẽ là trang trí. Đây là không có người trông coi nên là mình về mình sẽ phải cải tạo thêm khu vực này nhé. Bán kính tiện ích xung quanh nhà mình chỉ cách một cây là có chợ và khu vực trạm y tế để chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trên gia đình này. Phía bên hông đây, cả nhà cũng có thể thấy là các bức tường cũng được xây dựng bao phủ xung quanh hết rồi. Và những cái song sắt này cũng được uốn lượn theo vình những hoa văn rất đẹp mắt. Bên ngoài lối bên hông này, mình cũng có được xây dựng, căn biệt thự xây dựng sẽ chừa ra khoảng 3m phía bên ngoài để lấy sự thông thoáng cho toàn bộ không khí đối lưu vào bên trong căn biệt thự phía bên ngoài. Và có cả lối cửa phụ phía bên hông nha.
bên trên là mình cũng có thể là cảm nhận này, từ những cái bức tường cũng như là những cái đường chỉ chạy dài này, trang trí này cũng như là làm điểm xuyến này cũng rất là tỉ mỉ, và cũng từ những bác thợ lành nghề để tạo nên được một sự bề thế cho căn biệt thự. Mình có lối cửa phụ đi chuyển vào bên trong căn nhà chính này. Phía bên ngoài cũng là mái theo phong cách của Thái. Bên trên thì mình lập ngói. Về nhà khi mà khách sở hữu được vị trí của căn biệt thự này thì mình có thể cải tạo thêm không gian phía bên ngoài, trồng những cái hàng cỏ ở đây này sẽ tạo nên một không gian xanh mướt thêm. Phía sau là khu vực hòn Non Bộ và có kết hợp khu vực hồ cá. Gia chủ của nhà mình lúc trước cũng vừa chơi lan vừa chứng khoán và đầu tư thì lại không đúng cách nên là bắt buộc phải bán đi căn biệt thự mà bề thế và hoành tráng này, tiếc đứt ruột nhưng mà cũng đành phải bán thôi. Chừa một phần góc nhỏ cho khu vực của căn biệt thự, đó là khu ngoài bên này là sẽ có hồ cá và hòn Non Bộ, bên trên là lan này. Tất cả những cái chậu lan này ngày xưa khi mà lan còn thịnh hành á thì có giá trị rất là cao, nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã đào lát xuống rồi nên là giá trị cũng không còn như xưa. Phía bên ngoài mình có hai mặt tiền chính và mặt tiền phía sau và tiền phụ của mình, đó là khu vực phía sau này, khu đằng sau nhà mình cũng là khu dân cư rất là đông đúc này. Phía mặt ngoài, ở không gian phía ngoài này mình có thể tổ chức những bữa tiệc hay là những ngày họp mặt, những bữa tiệc đoàn viên gia đình. Khi mà mình có những bữa tiệc thì mình sẽ đặt ở đây được khoảng từ 3 đến 5 bàn tiệc trên không gian phía sân phía bên ngoài. Và khu vực cũng rất là thông thoáng nha cả nhà. Tất cả các chất liệu gỗ ở trong căn biệt thự này đều được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ. Cả nhà có thấy là gia chủ mình cũng rất là tâm huyết này. Những con tiện ở bên trên này cũng được xây cao lên sát với mái ha. Bên trên là có lợp ngói, các cây chèo xung quanh này, cây cột rất là to luôn. Khi mà khách được sở hữu căn nhà này thì em nghĩ đây là một điều tuyệt vời. Một căn nhà vừa thông thoáng, vừa mát mẻ và lại có rất là nhiều điều đặc biệt cho căn nhà. Và thêm một cánh cổng, mình có thể di chuyển khu vực này đi vào bên trong dành cho xe hơi nhé. Mình di chuyển phía sau và phía trước đều được hết. Và khu vực xung quanh nhà mình đó là những cái khu dân cư này, khu ngược rất là đông vui. Mình có xe hơi thì mình sẽ di chuyển thẳng vào bên đây. Cũng tại vì do gia chủ của nhà mình là không có ở đây nên là không có người trông coi, đồ đạc thì vẫn lung tung và bừa bộn. Khi mình sở hữu thì mình sẽ cải tạo lại. Phía bên hông này mình cũng xây dựng ở cái khu biệt thự cao cấp này, sẽ chừa lại một lối tầm khoảng 2 mét để lấy cho thông thoáng, căn nhà nào cũng vậy. Cũng được chừa 2 mét ở đây này. Đúng là cái khu Westland này, khi mà nhắc tới là mình cũng biết là cái khu biệt thự này là lên tới hàng trăm căn và căn nào cũng có cái diện tích cũng như là lối thiết kế rất là bắt mắt, giống như là một khu phố Tây nho nhỏ. Khi mà mình đứng ở bên ngoài mình cũng thấy giống như một khu phố bên nước ngoài thu nhỏ nhé. Về mình có thể cải tạo lên khu vực này, tạo thêm một cái mảng không gian xanh cho cái khu vực sinh sống phía đây. Và gia chủ ngày trước là cũng lan, và hiện tại thì cũng vì lan nên mà phải cho căn biệt thự này bán đi để trả nợ. Đúng là đầu tư không đúng cách, đầu tư không đúng thời điểm thì tất cả những công sức mồ hôi của mình làm ra đều bay trong nước mắt. Nên là khách ơi, nếu mà khách thương tình cho gia chủ cũng như em Huyền thì mình có thể chốt ngay căn nhà này cùng em vào bên trong để mình khám phá căn biệt thự hoành tráng này nhé. Phía vào bên trong này, nhà cũng có thể thấy theo như sự hướng dẫn của em là một hệ cửa gồm có 4 cánh đều được đúc nguyên khối. Bên trên mình cũng gia chủ cũng ốp bên trên hết nha. Một sự bề thế và hoành tráng cho căn nhà. Đây. Rồi khách vào bên trong để mình cùng em khám phá căn nhà. Một trệt và 2 tầng lầu, có tất cả 5 phòng ngủ và tới 6 nhà vệ sinh. Bước vào bên trong, một sự hoành tráng bề thế. Mình cũng có một căn phòng dành cho ông bà lớn tuổi, hoặc là mình thích những căn phòng ở bên dưới thì mình có thể sử dụng bên dưới. Một vòng tổng thể của căn biệt thự hướng Tây này, bên trên sử dụng là các chất liệu gỗ gõ đỏ của Việt Nam. Một căn nhà rất là thông thoáng. Mình cùng em vào căn phòng này.
Tất cả các hệ cửa đều được sử dụng bằng khóa cửa mà bằng mã số vân tay hết. Được xây dựng với một lối thiết kế vô cùng chắc chắn, thông thoáng cho toàn bộ khu căn biệt thự. Khi mà khách đến sẽ cảm nhận được vị trí cũng như là sự hoành tráng, chắc chắn, kiên cố của căn nhà. Bên trên là mình cũng có hệ thống đèn trần chiếu sáng này. Rồi mình tiếp tục theo em mình di chuyển ra bên ngoài để khám phá những điều tiếp theo. Các hệ cột cũng được ốp bằng chất liệu gỗ này, từ trên xuống dưới ốp cao lên trên trần này. Các con tiện cũng vậy, cũng được tiện rất là tỉ mỉ và ốp gỗ cho lối hành lang đi lên trên. Cây cột cũng to tạo nên một sự bề thế cho căn biệt thự này. Khu phía bên tay này của em mình cũng có cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió cho toàn bộ căn nhà. Căn nhà rất là thông thoáng. Ở trong khu vực khu biệt thự 5 sao này thì tất cả các căn biệt thự trong khu vực này đều có một lối thiết kế, đó là sự thông thoáng cho tất cả bốn bên, bên trái, bên phải, đằng trước và đằng sau. Nên là khi mà khách đến đây và sở hữu được căn biệt thự này thì mình sẽ cảm nhận được cái độ thông thoáng của căn nhà. Một cửa dành cho lối đi phụ bên hông này. Các hệ cửa cũng rất là chắc chắn, được làm bằng gỗ nguyên khối bên trên này. Từ những cái con tiện nhỏ cũng như là những cái họa tiết nhỏ cũng được gia chủ mình trau chuốt rất là tỉ mỉ. Khi mà còn thịnh hành và đầu tư có tiền thì gia chủ rất là tâm huyết. Từ trên xuống dưới, từ ở phòng khách cho đến phòng bếp đều được sử dụng là gỗ cao cấp và kết hợp với những cây đèn bằng pha lê. Một căn nhà mà sử dụng tới 4 chiếc đèn bằng pha lê là cả nhà có thể biết là trước kia gia chủ mình giàu có và độ chịu chơi như thế nào cho căn biệt thự của mình. Nhưng mà vì bây giờ tất cả mọi thứ cũng chỉ là xa xôi nên là phải bán đi để cái căn này để trả nợ cho những khoản nợ thanh khoản. Phía mình bên dưới mình cũng có một khu vực nhà vệ sinh để sử dụng cho tầng trệt. Đi thông vào bên trong khu bếp cũng có những cây cột này làm điểm nhấn chắc chắn cho căn nhà. Một cửa sử dụng bằng kính cường lực mở, mình có thể là mở ra mở vào cho cái khu vực bên hông này, nhìn ra khu vực hồ cá coi về cái hồ cá mình cải tạo lại ha. Phía bên trong khu bếp nấu ăn, các hệ tủ cả nhà thấy không, dài từ bên này chạy dài qua bên đây luôn. Các mặt dựng cũng như là các tủ bên dưới mình cũng dễ dàng lau chùi, đầy đủ hết các chức năng của một nhà bếp. Phía sau mình có cánh cửa để liên thông ra phía sân chơi giải trí bên ngoài, rất là thông thoáng ha. Tổng thể một vòng của căn biệt thự với hướng Tây Nam mà mức giá đang được giảm sâu 20 tỷ, giảm 6 tỷ, chỉ còn có 14 tỷ cho một căn biệt thự, tổng diện tích là 588m và được công nhận và tổng diện tích sàn xây dựng đó là 600m. Rồi, bây giờ mình đã khám phá không gian phía bên dưới này xong thì cả nhà hãy cùng em mình di chuyển lên trên để xem là tầng 1 và tầng 2 được thiết kế và bố trí như thế nào cho căn biệt thự hướng Tây Nam này nhé. Khi khách mà yêu thích căn biệt thự này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em, số điện thoại mình cũng đang hiển thị trên màn hình. Lối đi lên mình cũng có những cái điểm nhấn này, cột này. Từ cái điểm nhấn trụ cột này được chạm trổ tinh tế tỉ mỉ này. Khi mà khách tới tận nơi mình sẽ cảm nhận được từng chi tiết nhỏ của căn nhà cũng được gia chủ trau chuốt cho toàn thể tổng thể của căn biệt thự. Lối đi lên trên cũng các con tiện cũng được tiện tỉ mỉ bằng tay và các lối đi lên trên cầu thang này cũng được ốp gỗ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một căn biệt thự với hướng Tây Nam rất thích hợp cho những khách hàng cùng mệnh Tây tứ trạch. Khi mà khách yêu thích thì mình có thể nhấc máy và gọi ngay với em để mình được sở hữu căn biệt thự này. Mình đang tiến tới khu vực tầng đầu tiên. Phía bên ngoài của tầng đầu tiên mình có một khu chiếu nghỉ. Khu vực này mình có thể sắp xếp thêm một bộ bàn ghế theo phong cách hoàng gia trên không gian này để mình tiếp thêm những vị khách quý ở trên này nhé. Đó, không gian rất là thoáng mát, có cửa sổ này, rồi bên trên là những cái hệ thống đèn trần chiếu sáng, có những điểm nhấn là những cái điểm dát vàng. Trên tầng này thì mình sẽ có 3 căn phòng.
mình cùng em vào căn phòng này nhé. Các hệ cửa cũng như là tất cả các chất liệu gỗ vô cùng sang trọng, gỗ gõ đỏ. Một căn phòng rất là rộng này, đầy đủ các yếu tố cần cho một gia đình. Thông thoáng, cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió cho căn phòng và phía khu vực giường ngủ. Nói chung là căn biệt thự này thì khi mà mình sở hữu thì sẽ phải cải tạo thêm một phần nữa thì mình mới sử dụng được. Bên trong là khu nhà tắm, có cả khu tắm nằm massage này. Đây là khu phòng tắm massage. Hai căn phòng tiếp theo, mình di chuyển vào căn phòng số 2. Căn phòng này cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là ấm cúng và cũng có chiếc view nhìn ra phía bên ngoài và công viên xanh của mình nhé. Đó, một nơi mà sinh sống có mảng không gian xanh rất là nhiều như này thì trong thành phố bây giờ thì cũng rất là ít. Đập vào mắt em đó là một chiếc két sắt cực kỳ to. Thời kỳ đỉnh cao là két sắt này là tiền không, của Lan là tiền không, nhưng mà bây giờ thì không còn gì nữa. Đầu tư đúng cách, đầu tư đúng thời điểm thì tiền sẽ tạo ra tiền, nhưng mà không đúng cách, không đúng thời điểm thì phải bắt buộc phải bắn đi những tài sản mà mình yêu quý vô cùng, cụ thể là căn biệt thự này. Giảm hẳn 6 tỷ, còn có 14 tỷ nhưng vẫn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Nếu mà khách yêu thích căn nhà này thì mình sẽ có được một mức giá vô cùng thơm thảo cho căn nhà. Phía phòng ngủ này, phòng master rất là rộng này, khu vực ngủ và có khu nhà vệ sinh. Một vị trí phải nói là căn biệt thự này nằm trong một vị trí cũng rất là VIP, view công viên, không gian xanh, mảng không gian xanh cho toàn bộ căn nhà. Mình di chuyển ra phía trước, đó là ban công phía trước này. Đây, cả nhà cũng có thể thấy là từ cái chiếc view này mình sẽ nhìn ra được khung cảnh xung quanh, đó là cái view công viên. Buổi sáng mình có thể ra đây tập thể dục này, khu vực cực kỳ đáng sống. Bên trên đây này cũng được trao chuốt và sử dụng rất là nhiều đèn chiếu sáng nha. Đó là thể hiện cho sự giàu có của gia chủ. Mình tiếp tục lên tầng bên trên. Và khu vực nhà mình sinh sống cũng rất là gần những khu vực ủy ban hành chính của phường Thới Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cả nhà theo em mình di chuyển lên trên và phía bên trên lối đi lên này, bên trên hệ thống mình cũng có đèn rất là sang trọng và bắt mắt. Cửa sổ là ánh sáng và có những cái điểm nhấn đó là dát vàng. Vị trí của căn biệt thự rất là sang trọng, nằm ngay cái khu Westernland. Bên trên mình lên tới tầng trên cùng. Tầng trên cùng mình sẽ có 3 căn phòng. Một căn phòng lớn này. Một căn phòng này mình sẽ về để coi setup thêm ha. Những họa tiết cũng rất là đẹp, bắt mắt này. Đó, những họa tiết thời ở bên nước ngoài và phía bên đây là cái một khu lối ra ngoài ban công. Thêm một căn phòng to về ở phía sau. Căn phòng rộng và cũng có những chiếc view nhìn ra khu vực bên ngoài. Đó, một khu dân cư cũng đáng sống. Phía trong mình có kết hợp khu vực nhà vệ sinh. Phía bên trong này ha. Tiếp tục thêm mình di chuyển ra một căn phòng được gọi là trang nghiêm nhất của ngôi nhà. Đó là khu vực phòng thờ. Ở khu vực này gia chủ mình thiết kế một không gian rộng và thoáng mát làm phòng thờ riêng tư. Và phía bên đây có một mái vòm. Toàn cảnh khu biệt thự nơi mình sinh sống này đẹp tuyệt trần luôn. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu không gian của căn biệt thự này. Vâng, cả nhà có cảm nhận thế nào với em thì cho em một vài comment ý kiến bên dưới bài đăng của em Huyền ha. 14 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho căn biệt thự với hướng Tây Nam này. Khách yêu thích thì vẫn có một mức giá cực kỳ thương thảo cho căn nhà này. Nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.